về thấm thía những lời dạy của người xưa với hai chữ giàu và nghèo. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức tử vi của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống. Hãy để lại những cảm nghĩ của mình ở dưới trang bình luận để chúng ta cùng tâm sự nhé. Thưa quý vị, với những bài học có ý nghĩa về cuộc sống hay những kinh nghiệm sống đã được đúc kết từ ngàn đời xưa, đó là những bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Và bạn cũng không nên bỏ qua những câu chuyện ngắn đã giúp cho bạn hạnh phúc trong cuộc sống, và nó mách bạn những lời khuyên rất khôn ngoan nhất là trong cuộc sống, với những lời dạy sâu sắc nhất về giàu và nghèo. Thứ nhất là về ngẫm nghĩ trước những lời khuyên của người xưa về hai chữ giàu và nghèo sẽ giúp bạn giàu nhanh hơn và bớt nghèo đi. Một là người nghèo phải ít ở trong nhà, năng ra bên ngoài. Khi đã giàu rồi thì phải ở trong nhà nhiều hơn, ít ra bên ngoài. Đây là nghệ thuật sống. Thứ hai là khi nghèo nên phải tiêu tiền cho người khác, còn khi giàu nên phải tiêu tiền cho những người thân yêu bên mình. Rất nhiều người đã làm ngược lại. Thứ ba là khi nghèo đừng tính toán hay ganh đua với người khác. Đây gọi là nghèo nhưng chí không nghèo. Với người giàu phải học được chữ nhường nhịn và chữ buông bỏ. Đây là cách sống rất tinh tường mà không phải ai cũng hiểu được. Về thứ tư là nghèo thì nên phải hào phóng, còn giàu không nên phô trương hay khoe khoang sự giàu có. Trong cuộc sống càng đơn giản thì càng tĩnh tại. Thứ năm là với tuổi trẻ mà tài phú lớn nhất, nhưng phải quý trọng gấp đôi thời gian. Đừng sợ nghèo khó, có hiểu được thì bồi dưỡng bản thân. Hiểu được cái gì là đáng quý, hiểu được nên đầu tư cái gì, hiểu được nên tiết kiệm chỗ nào. Đây chính là điểm mấu chốt, cũng là chìa khóa để cải biến. Thứ sáu là một khi đã đủ tiền thì niềm hạnh phúc lớn nhất chính là có thể dùng số tiền ấy để hoàn thành những ước mơ của mình. Còn về thời điểm ở hiện tại thì bạn đang là người giàu hay là người nghèo thì bạn cũng cần phải sống tốt hơn mỗi ngày, và hãy lưu ý những câu nói sau đây. Thứ nhất là hãy học cách tự vui vẻ. Với cuộc đời là của bạn và tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Thứ hai là phải học cách tự chăm sóc chính bản thân mình. Không ai có thể nâng đỡ hay chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc cho bản thân để thấy được giá trị của chính mình. Về thứ ba là hãy học cách từ bỏ nỗi đau. Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian, và thời gian làm cho người ta quên đi tình yêu. Và đừng để quá nhiều ngày hôm qua nó chiếm hữu ngày hôm nay của bạn. Thứ tư là hãy học cách coi nhẹ việc được và mất. Với trên thế giới này thì kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng đáng để bạn lạc lối cả. Thứ năm là hãy học thiện lương. Thiện lương nó là một trong những nền tảng cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà đánh mất đi bản tính của chính mình. Về thứ sáu là hãy học cách khoan dung. Với một phụ nữ, không phải vì xinh đẹp mới là khả ái, mà là khả ái nên mới xinh đẹp. Là vì khả ái nên mới xinh đẹp. Một chút khoan dung và độ lượng thì có thể khiến cho người khác sẽ cảm kích cả cuộc đời. Về thứ bảy là học được sự quý trọng. Với một đời người mà nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra là rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi mà nó trôi đi và đã quá muộn. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những lời dạy của người xưa là làm người thì như nước, làm việc thì như núi. Và có 8 chữ kỳ diệu ẩn chứa trong đạo lý đối nhân xử thế của người quân tử.
Với những câu nói và lời dạy thâm thúy của người xưa về đối nhân xử thế chỉ vỏn vẹn có 8 chữ, và người xưa đã chỉ dạy chúng ta rằng nên làm người thế nào và làm việc ra sao. Người xưa thì đã dùng chính cuộc đời mình để đúc kết những kinh nghiệm quý giá và truyền lại cho hậu thế, và trong đó phải kể đến câu nói làm người thì như nước nhưng làm việc lại như núi. Thứ nhất là làm người như nước. Làm người như nước có nghĩa là nếu bạn cao thì tôi tình nguyện thoái lui, quyết không nhấn chìm ưu điểm của bạn. Làm người như nước là khi bạn thấp, tôi sẽ dâng lên, quyết không để lộ khuyết điểm của bạn. Làm người như nước là bạn nóng, tôi sẽ sôi trào, quyết không ảnh hưởng đến nhiệt tình của bạn. Và làm người như nước có nghĩa là bạn lạnh, tôi sẽ đóng băng, quyết không chối bỏ giá băng của bạn. Làm người như nước là bạn, bạn động thì tôi sẽ đi theo, quyết không để bạn cô đơn ở một mình. Làm người như nước là bạn im lặng thì tôi lại ngồi đợi bạn ở bên cạnh, quyết không quấy nhiễu sự yên tĩnh của bạn. Làm người như nước tức là có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, tùy duyên mà yên ổn. Với con người phải học cách là giống như nước, có thể là bao dung vạn vật, bản thân lại vô cùng thuần tịnh. Theo Lão Tử nói thì cái thiện nó cao nhất như nước. Nước tốt cho muôn vật và không tranh giành, còn cái ác thì hơn người, ở hiền thì gặp lành. Nói thiện, nói chính là quả tốt, thiên thời và địa lợi. Còn đối với đạo lý đối nhân xử thế ở đời thì con người nên phải cư xử chừng mực, mềm mại, linh hoạt giống như nước, bởi vì đặc tính của nước là mềm dẻo mà có thể thay đổi các hình trạng. Ở trong biển cả thì mang hình dáng biển cả, ở trong lòng sông thì mang hình dạng của lòng sông, ở trong cái ly thì là hình dạng của cái ly, còn khi nó ở trong bình thì hình dạng của chiếc bình. Có một câu nói đối nhân xử thế của người xưa là thủy duy năng hạ phương thành hải, sơn bất căng cao tự cập thiên, có nghĩa là nước hạ mình chỗ thấp mới có thể trở thành biển lớn, núi không cậy mình cao nên mới có thể cao ngang tận trời. Với việc làm người giống như nước, ở trong cái mềm yếu lại có sự cứng rắn, tĩnh lặng và tấm lòng và khí độ to lớn, có thể bao dung che chở cho muôn vàn và vạn vật. Thứ hai là làm việc như núi. Làm việc như núi có nghĩa là cần phải làm việc một cách hết sức thiết thực, trầm ổn như núi. Nó mang lại cho người xưa sự tín nhiệm và vững chãi như núi vậy. Núi thì từ nghìn ngọn núi cao chót vót, vạn khe tranh đua vẻ đẹp, thác nước nó bay ở dưới biển mây, thế núi uốn lượn chập trùng, khí thế hào hùng. Núi thì từ trời quang mây tạnh, khói mù lượn lờ, hoặc là trong cảnh thanh tịnh yên bình, trong suốt lộ ra vẻ ngoài nhu nhã, kỳ ảo và xinh đẹp. Với lời dạy của người xưa thì con người làm việc thì phải giống như núi vậy, phải có tấm lòng của núi, phong cách của núi cùng với nội hàm và nguyên tắc của núi. Người xưa thường nói rằng biển lớn thì dung nạp trăm nghìn sông, tấm lòng bao dung mới trở thành vĩ đại. Vách núi nghìn tượng sừng sững bởi không mang dục vọng nên có thể giữ mình cương trực. Với con người ta thì một khi có thể làm được rất mực khiêm tốn thì có thể tụ họp được trăm sông mà thành làm nên biển lớn. Còn con người có thể làm được không ôm giữ dục vọng, không tranh không giành thì có thể giống như vách núi dựng đứng, đứng vững đến tận trời cao. Với câu nói làm người như nước, làm việc như núi chỉ vọn vẹn 8 chữ đã nói rõ để làm người thế nào và làm người nên phải làm việc ra sao. Với con người khi đã trải qua kiếp nhân sinh dài đằng đẵng, cuối cùng mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Thật ra vốn không phải là đạt được mà chính là buông bỏ.
Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.